Xin giới thiệu cho mọi người, đây là cây tràm 5 gôn mà nhà máy nó đang nhập về để mà chuyên cấp tinh dầu tràm do nhà máy trồng ở Long An. Cái khối lượng này tầm khoảng là 10 tấn thì nấu tầm khoảng 4 ngày là không. Dạ, 10 tấn.